với những trường hợp mà phẫu thuật tái tạo vùng kín thì không bao giờ có thể sớm hay là nhanh giống như bên ngoài người ta quảng cáo là chỉ sau phẫu thuật 2 tuần hoặc 3 tuần là chỉ đã liền để lành được. Bác sĩ cường nghĩ là này là nếu mà mình đi làm luôn chẳng hạn thì có lẽ là hơi quá sức, và thường các chị em nên để cho mình có khoảng 2 ngày đến 3 ngày nghỉ ngơi. Sau đấy xong thì khi mà có 2 3 ngày nghỉ ngơi xong thì mọi thứ nó sẽ ổn định dần. Ngày thứ nhất đến ngày thứ ba nó đã đỡ đau dần rất là nhiều, giảm đau rất là nhiều rồi. Và đến ngày thứ năm thì hầu như là chị em sẽ đi lại nhẹ nhàng bình thường. Nếu mà không động vào đấy, không ấn vào đấy thì nó sẽ không đau nữa. Còn nếu mình phải ấn vào đấy, ví dụ như một số chị em mà đi làm xa, đi bằng xe máy chẳng hạn, thì bác sĩ Cường khuyên là mình nên sử dụng ô tô. Và nếu mình cảm giác mình lái ô tô chưa an toàn thì mình có thể đi taxi hoặc là đi Grab. Cái việc đấy nó sẽ làm cho mình cảm giác thấy dễ dàng, dễ thoải mái hơn. Với những trường hợp mà phẫu thuật tái tạo vùng kín thì không bao giờ có thể sớm hay là nhanh giống như bên ngoài người ta quảng cáo là chỉ sau phẫu thuật 2 tuần hoặc 3 tuần là chỉ đã liền để lành được. Tại vì sao? Tại vì là này, thực ra cái khác biệt giữa việc phẫu thuật tái tạo âm đạo ở bệnh viện Hà Nội và các cơ sở khác ở chỗ là này, là tại vì Hà Nội chúng tôi bóc tách toàn bộ cái thành âm đạo từ bên ngoài vào tận sát đến cổ tử cung, sát đến tận túi cuối cùng. Cái việc mà bóc tách như này, một cái này là nó khó, cái việc khâu lại nó cũng khó hơn, vì thế nên là không thể khâu bằng cái chỉ tiêu tiêu nhanh giống như các trường hợp khác bên ngoài được. Cái chỉ tiêu nhanh thì có thể là sau khoảng 2 tuần đến 3 tuần bạn có thể quan hệ lại được, nhưng chúng tôi phải khâu bằng cái chỉ tiêu lâu, tiêu chậm. Vì thế nên là thường thời gian mà quan hệ được phải rơi vào khoảng 6 tuần khi mà cái chỉ nó tiêu hết đi thì mới làm được. Và vì thế nên là bác sĩ Cường nghĩ là này là tất cả những cái thời gian mà bạn phải chờ đợi đấy nó cũng sẽ xứng đáng với cái kết quả mà bạn nhận được sau khi phẫu thuật. Có một số chị em thì lo lắng về việc là sau phẫu thuật tạo hình hoặc là này phẫu thuật tạo hình tái tạo cái âm đạo và tạo hình cái môi bé thì bị mất cảm giác. Cái điều này thì thực sự là này bác sĩ Cường không có việc gì lo lắng về điều này cả, tại vì là sau khi mà phẫu thuật xong này thì mọi người sẽ có hai cái lần đến khám lại. Lần khám lại thứ nhất là sau 3 tuần và lần khám lại thứ hai là sau 6 tuần. Và lần khám lại ví dụ như là sau 3 tuần chẳng hạn thì bác sĩ Cường khi mà mọi người đến và mình chỉ cần hé cái màu vịt nhỏ nhỏ ra, dùng cái màu vịt nhỏ nhất để đặt vào để khám kiểm tra xem là liệu bên vết thương có ổn hay không, thì thật sự là này là trái có chị em nào bảo em chả có cảm giác gì cả, và các chị em đều nói là này ôi anh ơi sao mà đau quá. Thế thì đương nhiên là này đấy, cái cảm giác đau mà còn, tức là cái cảm giác chạm vào sờ vẫn còn. Vì thế nên mọi người đừng có lo lắng cái việc là này sau phẫu thuật xong mất cảm giác. Mà vốn thì mọi người cũng nghĩ mà xem, bây giờ tại sao mình phải đi phẫu thuật? Mình đi phẫu thuật vì vấn đề là này là âm đạo của mình bị giãn rộng quá, mình mất cảm giác. Thế thì bây giờ cái đấy nó là tệ nhất trong tất cả các loại tệ rồi, các bạn còn có gì mà phải lo việc là nó còn mất cảm giác thêm nữa. Vì thế nên là cái điều này thì bác sĩ Cường nghĩ là này là chúng ta không cần quan tâm đến nó là một vấn đề mà thực sự nó không xảy ra.